Cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Gặp Sạch Tại Gia. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bệnh hay gặp ở trên rau muống vào mùa mưa. Đó chính là bệnh gỉ trắng. Đây là cái biểu hiện của bệnh gỉ trắng nha các bạn. Thì cái bệnh gỉ trắng này thì là do một cái nấm tên là Anbugo ivomomia. Thì bệnh thường gây hại trên cái lá rau muống, đặc biệt là chỉ gây hại ở mặt dưới. Biểu hiện của cái bệnh thì như các bạn thấy ở đây, nó nhìn khá là giống như cái vết mà các con rầy hoặc là việc nó đóng, nhưng thực ra đây là một loại nấm. Ban đầu thì nó chỉ là một cái lớp phấn nhỏ như bạn thấy đây, ban đầu là phấn nhỏ, sau đó thì nó sẽ bắt đầu nhô lên cao, bề mặt thì khá là sần sùi. Thì cái bệnh này thì gây hại cho cái cây rau muống của chúng ta là sẽ khiến cho các lá nó bị vàng. Vàng như thế này. Thì mặt dưới sẽ xuất hiện một lớp nấm như vậy. Cái nguyên nhân mà để gây ra bệnh thì là do mật độ, là có thể là các bạn trồng quá dày, hoặc là một số cái loại cái nấm này thì nó tàn dư trong cái lớp thực vật cũ. Thì sau đó gặp trời ẩm, điều kiện thích hợp như là ẩm độ cao, thì nó sẽ phát tán và nảy sinh ra cái nấm và gây hại cho cây rau muống của chúng ta. Cái không khí như lúc này thì thường đang vào mùa mưa nên kiểu là độ ẩm không khí cao, nhiệt độ lại thấp, thì cái nấm này rất là dễ phát triển. Thì nó đầu tiên là nó sẽ gây hại ở các cái là lá rau muống ở tam ở gần gốc, thì sau đó nó sẽ lan dần lên trên thân. Thì khi mà cây rau muống bị bệnh này thì cái mặt lá nó sẽ bị vàng và sau đó xoăn lại như thế này, khiến cho cây rau muống chúng ta phát triển còi cọc. Những cái biện pháp mà để phòng ngừa thì chúng ta là hạn chế trồng dày, hạn chế bón nhiều phân đạm, cộng thêm một cái biện pháp trước khi mà chúng ta gieo hạt đó, đó là phải xử lý đất cho kỹ bằng một số loại nấm như là nấm Chico Đạt Ma thêm vào đó. Thì sau một thời gian thì chúng ta trồng lại, nhưng mà các bạn nên nhớ là phải trồng lưng canh với một số cây khác để hạn chế cái nấm bệnh này. Khi mà cái vườn bị bệnh này thì các bạn phải nên là đầu tiên là phải cắt bỏ các lá này, các lá bị sâu bệnh, sau đó là đem tiêu hủy chúng. Những cái cọng thì các bạn nên thu hoạch hết, và sau đó các bạn xử lý đất và trồng lưng canh lại các cây khác. Do cái nấm này thì phun cái thuốc sinh học thì không thể trị được, chỉ có thể là trị bằng các thuốc hóa học thôi. Tiêu chí công ty mình thì sử dụng sinh học nên cái thuốc hóa học thì không sử dụng. Khi mà bị bệnh thì bên mình thì thường là sẽ thu hoạch ngay và sau đó là xử lý đất và trồng lưng canh lại cái cây khác vào cái khu vực đó. Cái lá mà bị nặng, các bạn xem nhìn nó khá là giống như cái vết mà rệp bu. Một lá thì bị vàng sau đó xoăn rồi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo.